Ok, hãy chào bạn đã trở lại với channel của mình là Thành Trung Gaming đây. Chào mừng bạn đến với tập tiếp theo của series siêu xe trong GTA 5 các bạn. Đó, hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn một con siêu xe gọi là siêu khủng các bạn ơi. Nó một con siêu xe gọi là siêu xe tăng các bạn. Với công nghệ tàng hình các bạn. Các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta lướt qua cái chúng ta không bị thấy được nó gì, nó quá bóng các bạn. Các bạn nó có thể nhìn thấu phía sau các bạn, công nghệ tàng hình nha mọi người, nó có thể tàng hình. Cái này gọi là lớp bảo vệ tàng hình của nó các bạn. Đó. Các bạn nếu mà nhìn xa các bạn, để mình mô phỏng các bạn, nếu mình ở xa mình nhìn tới các bạn, chúng ta rất khó để phát hiện được nó các bạn. Đó, các bạn nhìn đi, cứ tưởng như một cái khoảng không các bạn ơi. Nó công nghệ được tàng hình ha, còn xe được trang bị dĩ nhiên nha mọi người. Đây là bánh xích, là 4 bánh xích cỡ lớn các bạn. Đó, cái này mà leo chèo là chùm luôn nha mọi người. Còn phía trên đây có 2 họng pháo các bạn, bắn thì thôi rồi các bạn, 2 họng pháo chính giữa, còn một họng pháo trung tâm các bạn, nhìn như con robot các bạn. Công nghệ đến từ tương lai rồi. Ủa, các bạn thấy không? Nó xây được các bạn. Đó, mình đặt nó phía trên tòa nhà này cho bạn coi. Ôi, tòa nhà nó không điều các bạn ơi. Nếu mình đặt trên cái đỉnh này các bạn, đó, nó sẽ là một biểu tượng để bảo vệ các bạn ơi. Nó biểu tượng không? Ôi, ôi, ngầu cho mọi người. Ôi giời các bạn ơi, nó nhìn như robot khổng lồ không bạn. Thôi, nó bảo vệ cái luôn cái dinh tổng thống các bạn. Này là vũ khí bí mật mình vừa tìm được, nó bảo vệ dinh tổng thống nha. Đó, ai à, đây đây để tôi để rồi. Đó, ngầu chưa các bạn, bạn thấy ngầu chưa? Ôi, ngầu đừng hỏi luôn các bạn ơi. Nó đây mình đứng từ xa mình nhìn lại các bạn. Đó, rất là xa các bạn, chúng ta có thể thấy gần như chỉ thấy một cái gì nó bóng trắng các bạn, hình như tưởng đâu cái xăng cái gì phản chiếu lên chứ không biết là cái này là một chiếc xe tăng luôn mọi người. Mình thử để nó ở trong môi trường khác coi nó có thích nghi không nha. Đó, các bạn thấy không? Ta nhìn từ xa chúng ta không thể biết được cái này là cái gì đâu các bạn, tưởng đâu là cái gì xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng thôi. Đó, ghê chưa các bạn, thấy nó bóng chưa, nó dạ mặt trời lên mọi người thấy không, không thể thấy được. Ở xe tăng tàng hình nữa các bạn, nó tàng hình là tại sao vì nó có lớp bóng như là radar cũng không thể phát hiện được chiếc xe tăng của mình. Ở như mình đứng đây đi các bạn, nó không biết được đây là một chiếc xe tăng đâu, trừ khi chúng ta đã coi video này. Mà các bạn coi video này thì nhớ để lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Đó, để đây, vậy không nói gì thêm, lên test thôi các bạn ơi. Đó, lên test con siêu khủng bố các bạn ơi. Leo lên kiểu gì đây ta? Trời ơi, bự quá, leo lên kiểu gì đây ta? Nó chui vô bánh xe được các bạn ơi. Không biết lên kiểu gì luôn rồi các bạn ơi. Nó cao quá, leo lên không được nữa các bạn ơi. Sao leo lên đây? Rồi, leo vô các bạn ơi. Đó, phải nhảy lên các bạn, leo vô được. Ôi, hệ thống súng của nó đâu? Súng nó... Ôi, hệ thống súng của nó bắn ở phía sau rồi ơi. Ôi, đó, đây là thiết bị để bảo vệ nhà chính ở nhà trắng các bạn ơi. Còn xe này phía trước nó đây các bạn, phía trước nó đây đúng không? Không, này số ghe, này số tiếng nè, này số tiếng đây nè các bạn. Chung là chạy chưa quen lắm bạn ơi. Ôi ơi, nó cái này phải nhấp chuột 2 lần nữa mới bắn rồi ơi. Trời ơi, robot này mà hơi chưa quen cách điều khiển có nói nghe mọi người, là nó tiến là nó lui, mà nó lui là nó tiến các bạn. Nó bẻ cua thì thôi các bạn, 4 bánh các bạn, chở đi hết con đường các bạn. Thiết bị rồi trắng thủ nhà chính các bạn ơi, nhà trắng chứ khó rồi. Chiếc máy bay quân đội chạy heo rồi. Đó, không, con này là đó, con này là dạng phòng không các bạn ơi, giống như máy bay phòng không các bạn. Nó bắn dưới bắn sau luôn các bạn ơi, bắn lên nha. Con này bắn dưới không được bạn, cúp xuống nó bắn không được bạn, nó chỉ bắn lên thôi. Chuyện đó là chuyện máy bay phòng không các bạn. Nó cán người ta kìa mọi người. Nó con này nó cán thì như cỏ gác luôn mọi người, nhìn kìa, cán như cỏ gác luôn á. Trời, siêu xe chạy qua đây, siêu xe chạy qua đây thì cũng nát nhừ rồi, không vừa đâu các bạn. Đi vô cái hầm này là không vừa các bạn. Trời ơi, nó bự các bạn, cái hầm này là không vừa nó đâu. Đó, bắn nó để xây trống các bạn ơi. Đó, kéo lên, kéo lên, phá nát mọi con đường luôn nha mọi người. Con này đi càng quét cao tốc thì thôi luôn các bạn ơi. Nó bự kìa mọi người ơi. Nó có hệ ống tàng hình các bạn không? Màu cờ rơm của nó sẽ đổi màu theo chỗ nào xanh xanh thì nó sẽ đổi sang xanh. Đó các bạn, chỗ này nó xanh xanh sọc sọc đó các bạn. Cản qua luôn các bạn ơi, cản qua nhẹ cái luôn. Đó, cháy xe rồi ơi, chịu tao nổi. Nó đứng vô chỗ xanh nè bạn, chỗ bóng găm thì nó sẽ tối ha. Con này mà đi giữa trời mưa đó bạn, trời tối tối là không thấy nó chắc nữa bạn, mưa luôn á. Ra chỗ này hồi sáng nè. Rồi quay bạn. Ôi cán lên các bạn ơi. Ui ôi. Con này phòng không bạn, nó có thể bắn máy bay được. Đó, bắn nè. Cũng này là góc cao rồi, bắn có thể bắn được. Hay à, dưới cái gì ta? Đó đây mình chỉnh trời tối cho bạn xem ha, ví dụ trời tối coi con này chắc nó ẩn thân quá. Thấy không? Đó, trời này các bạn thấy nó bóng giờ nó mô phỏng với con tắc kè bông nha mọi người. Trời xung quanh sao nó sẽ vậy đó, trời tiết các bạn, tiết thì nó sẽ hóa tiết luôn. Đó, trời mưa rồi. Trời sương mù nè. Các bạn trời mưa nó sẽ tối bạn, nó có đèn nữa các bạn ơi, có đèn ở trên nóc rồi. Đó. Trời ơi. À, mấy này sao nó không phải đối thủ của mình các bạn ơi. Máy bay nào món ăn yêu thích, món ăn yêu thích, nó có mắt hồng ngoại để nhìn ban đêm luôn á. Món ăn yêu thích, món ăn yêu thích của mình. Đấy á, trời cán quá chứ cán các bạn ơi. Á lái con này quá khủng các bạn ơi, con này quá khủng. Bay tầm này không bắn được bạn ơi, chúng ta phải tiếp cận xa quá, từ từ mình sẽ về dinh tổng thống các bạn, sẽ về dinh tổng thống cố thủ. Ở đây hơi khó lái rồi, ở đây hẹp quá bạn ơi, con này giống như là để nó thủ thì tốt hơn bạn. Nó sẽ bắn được ta, nãy nó hiện màu đỏ rồi các bạn ơi. Đó, mình chưa biết điều khiển con này sao ta, chưa biết bắn kích hoạt hệ thống bắn của nó kiểu gì. Bắn hướng này mày ơi, à bắn hướng này, nhìn ngược lại hướng này mới bắn được. Đó, hiểu rồi các bạn. Có hệ thống nhắm hông ngoại bạn, khi mình nhắm trúng thì nó sẽ hiện đỏ lên nha, hệ thống hông ngoại nè. Đó, lóc mục tiêu là một viên một bạn, hệ thống nhắm hông ngoại nha, hơi bị tiên tiến các bạn. Nó nhắm hông ngoại bắn ngược các bạn ơi, con này nó bắn ngược khá là ngược đời người ta các bạn ơi. Ôi ôi, con xe tăng này phải độ lên này, chạy càng quét đi thôi luôn. Ôi máy bay kìa, ngắm không ngoại khai quả ơi, ngắm không ngoại bị mất control rồi. Khai quả chạy các bạn ơi. Vừa lóc được, ôi nó cũng khó bắn lắm các bạn ơi. Nói chung là phải vận hành phải quen con này mới được. Con này nó được cái giáp trâu đó, duyên ơi. Không bắn được rồi, không bắn được xuống đất. Ủa mình bị gì ta, mình giống như bị ngợp thở các bạn ơi. Rồi để mình hạ ở trên đỉnh núi các bạn. Đó, chúng ta sẽ quyết tử trên đỉnh núi bạn ơi. Sáng lên, trời sáng lên. Mấy xe hồi nãy chắc là mình đậu ngay chỗ cháy bạn, nó bị cháy. Hai quả. Nó xây lại đúng hướng bắn của nó bạn. Thì hướng bắn của nó là hướng này. Nói bạn, hướng bắn của nó là hướng này nè. Trong tầm ngắm rồi nè. Chiếc này mà đặt ở đây để bảo vệ tổng thống nó không có những cái máy bay nào bay ngang luôn, mình hứa với các bạn nè. Đèo cũng hơi bị dữ nha, nó lên luôn nè bạn, leo lên luôn nè, giỡn. Không mang dưới hả? Không mang dưới kệ cha con mang mọi người. Nhiệm vụ của mình là bắn máy bay. Chúng ta chỉ bắn máy bay, vậy bắn máy bay thôi. Cua, đẳng cấp nè. Đẳng cấp ở đây nè, một phát ăn luôn. Đó. Tuột dốc các bạn ơi. Ôi. Không sao các bạn, chúng ta phải lên cái đỉnh núi gọi là cao nhất thế giới các bạn ơi. Đỉnh núi cao nhất thế giới mà mình bảo vệ giống như là mình làm cái trụ phòng không mà. Đó, xe phòng không mà đỉnh nhất thế giới các bạn. Trên đây mình tầm bắn của mình có thể bắn tới máy bay thương mại các bạn. Đó. Khi được đặt ở đây nè các bạn. Đó, tầm bắn của mình sẽ dương tới máy bay thương mại luôn rồi. À rồi ok. Đây nè nó. Đó, tầm bắn Quỷ diệt. Máy bay thương mại bay ngang rồi. Ơi, phanh lại. Về lên, trời hơi trơn. Đó, ở đây thì ai làm lợi tôi nữa. Đó, tầm bắn không giới hạn các bạn, đó tầm bắn ở đây các bạn. Đặt ở trên địa hình này bắn các bạn, bắn quên máy bay luôn rồi. Đó. Thời ống không như vậy. Ơi. Lọt. Từ từ các bạn ơi, bình tĩnh mấy ơi, bình tĩnh. Thì đặt ngay đây. Đặt trên kia được thì đặt ngay đây. Có đầu căng đó. Ngay đây cũng căng lắm mà. Hơi đi cũng căng lắm mà. Đó. Chiếc này là chuyên gia kết liễu máy bay nha mọi người. Tầm bắn của nó là siêu khủng luôn. Sao cháy rồi? À, cháy nên nổ hai chiếc xe này ơi. Xe cháy chứ. Thôi ơi. Đó, ngay chóc các bạn rồi, đỏ là ngay chóc rồi đó. Đó. Không có chiếc nào mà lên nổi trên đây nữa các bạn ơi. Đó. Hồi dướng các bạn ơi, để mình thử đi upload với chiếc này luôn nha. Đó, coi siêu xe tăng của chúng ta chạy cỡ nào ha. Siêu xe tăng các bạn. Siêu xe tăng đi từng nè. Đây vô tập bắn của mình nè, nhưng bây giờ tập bắn nè. Vô tập bắn nè, 1v1 bạn. Đó, giờ thử đi xuống núi nha bạn. Con này hơi bị bự để chạy cái đường này luôn nha bạn. Trời ơi, rồi nó càng đá các bạn ơi. Đá bị nó nghiền nát kìa. Nghiền như kẹo luôn các bạn ơi. Ôi ôi. Máy bay chiến đấu kìa. Máy bay chiến đấu rồi vừa gớt vừa bắn các bạn ơi. Ôi ơi. Không sao các bạn ơi. Xe vẫn cứng như thường, máy bay rất là khó quét tìm mình các bạn. Nó thấy không? Nó không thấy mình nữa các bạn, nó quét ngay luôn mà nó không thấy các bạn, nó mất một thời gian nó mới tìm thấy được mình. Đây rồi. Ôi, nám hết bạn ơi. Sao nám với ta? Thì mình bị nám bạn, cái lớp tàng hình của mình bị lộ bạn ơi. Lớp tàng hình của mình bị lộ một xíu rồi. Chắc có thể do đám cháy. Ôi, ngà hạ cánh với chúng tôi. Máy bay hạ cánh với chúng tôi. Nó hơi khó lái rồi ơi. Hạ cánh với chúng tôi nữa bạn. Nó chạy được boss ra bạn. Con quái thú đó bạn, đưa cảnh sát ngựa máy thiệt. Trời, xe máy mà dám phi xuống đây đến tìm mình luôn bạn. Này gắn trời rồi. Nhận luôn á. Không nhận luôn á, gan trời thiệt. Trời ơi, xe chúng ta hơi bị nám xíu bạn ơi. Chắc là bị đám cháy, nó cháy hết cái lớp sương bóng rồi. Ôi, bình tĩnh. Rất là cứng bạn ơi, để ra cao tốc, qua cao tốc quậy các bạn. Đó. Cái lớp của chúng ta, cái xích của chúng ta hơi bị dính sình rồi nha mọi người. Lý do là do chạy đó, chạy đường dơ đó bạn. Sửa lại nhẹ cái. Đó, sạch bóng không? Đó, bây giờ gọi là tàn phá con đường các bạn ơi. Đó, tàn phá vào con đường luôn. Ôi ơi, nó bự các bạn. Nhìn nó đi hết hai lên cao tốc luôn kìa mọi người. Chậm nó chặn sao được mà chặn. Năm sao giờ đối với mình thì tóc con các bạn ơi. Cán quá kìa. Sợ qua chỗ này không lọt, bạn cao quá, dịch chuyển qua cái. Cao quá mà cái tội. Trên bờ là không ngán con nào luôn bạn, dưới nước cũng không sợ thằng nào. Đó, chạy các bạn, thấy không? Linh hoạt các bạn, nó chạy lên con lương luôn còn được nữa. Container. Ôi ơi, container với chúng tôi nè. Tuổi gì mà chống với tôi hả mấy bạn? Mấy bạn chống với chúng tôi là hơi bị mệt nha. Chống với ai mà chống với chúng tôi là mệt lắm rồi nha. Đó, các bạn nhớ để lại một like, subscribe đội channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cán nhẹ cái bạn ơi. Ôi ơi trời ơi, ôi ơi. Ấy à, dướng chỗ này chạy qua không nổi bạn ơi. Mấy cây cầu này nó thấp quá bạn. Mình thì xem cao về vợi luôn. Xe này cao tại vì chắc cũng hai mấy 30 mét các bạn. 30 mét là ít. Được 20 mét bạn ơi, cỡ đó. 30 mét thì hơi quá không? Đó. xe đường cao 2 m mà mình cao gấp chừng 5 lần đó, 20 lần đó bạn. Ủa đồ trời ơi, con đường các bạn chở như là giáp hết đường luôn. Ra nó chinh xe mình, ui là vàng gobo các bạn, cảnh sát của máy các bạn nhìn thấy ngầu không? Ngầu mọi người. Yeah, nó bắn mình kìa bạn, sao nó bắn chúng tôi vậy ta? Nó bắn chúng mình kìa bạn. Sao nó bắn hình như đâu? Sao ta, sao nó bắn chúng tôi được? Bắn có thể bắn hết góc luôn nè. Mình giống như tiếng bị ngập thở rồi ơi, ngợp trong cái xe tăng các bạn ơi. Trời ơi chết luôn hả bạn? Giống như ngồi trong xe tăng này nó bị ngợp thở bạn. Và ok ha, video hôm nay thì chiếc xe tăng khủng bố sẽ kết thúc tại đây các bạn. Nếu các bạn thích video này thì nhớ để lại cho mình xin một like, một lượng subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn lại mọi người video tiếp theo. Nhớ theo dõi nô like của mình nha các bạn. Mình sẽ live stream ngày Chủ nhật nha mọi người. Ok bye bye các bạn.